tôi nghĩ rằng tôi có ba cái tài sản. Tài sản thứ nhất là tình yêu đối với đất nước và Tổ quốc. Tài sản thứ hai là vợ con, gia đình. Và tài sản thứ ba là những cái giá trị tinh thần tôi đã cố gắng viết ra. Sẵn sàng là dâng hiến cái tâm hồn, cái trí tuệ của mình cho cái sự nghiệp văn học nghệ thuật. Ông ấy có cái sự ung dung, tự tin về mình. Đây là một người anh, một người thủ trưởng, đặc biệt đây là một người thầy. Tôi học hỏi được rất nhiều cái cách làm việc của những bậc đàn anh trong quân đội, trong đấy anh Đinh Xuân Dũng. Làng Văn Giai, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, vùng đất kiên cường xứ Nghệ, là quê hương của giáo sư, tiến sĩ Đinh Xuân Dũng. Sinh ra ở Thanh Hóa, lớn lên ở Hà Nội, nhưng dòng máu của người con xứ Nghệ vẫn luôn chảy trong huyết quản ông. Dù có sống ở thành phố, dù có sống ở nước ngoài, dù sẽ đi nơi nào, thì cũng không thể quên được cái những cái kỷ niệm hết sức thân thương này. Cho mình lớn lên thực sự là con người của sự nghèo khổ, của thiên nhiên, của quê hương. Từ bé, sách đã là niềm đam mê của cậu học trò Đinh Xuân Dũng. Ngày ấy, cậu bé tuy nhỏ con nhưng ham học ấy đọc ngấu nghiến tất cả những cuốn sách mà mình có được. Từ năm 15 tuổi thì nhà tôi ở cạnh Thư viện Quốc gia, và tôi là một trong những cái người đọc nhiều nhất từ năm 1960 ở Thư viện Quốc gia, và đọc, thích đọc sáng tác của các nhà văn lớn, thích đọc kinh nghiệm sáng tác của họ và đọc những vấn đề lý luận của các nhà lý luận về văn học từ Aristotle cho đến Marx, đến Engels, đến Lenin. Là cũng học rất xuất sắc. Có thể nói là năm cấp 1, cấp 2 á, về cả cấp 3 nữa, thì Dũng là người học rất giỏi về toán và về văn. Kinh nghiệm viết văn. Cuốn sách đầu tiên được cậu thiếu niên Đinh Xuân Dũng mua từ năm 1960 cho đến tận bây giờ vẫn được ông trân trọng và nâng niu. Cho đến bây giờ, thói quen này vẫn được ông duy trì đều đặn. Ông vẫn luôn tự hào về cái thư viện nho nhỏ với hơn 8.000 cuốn sách của mình. Đọc là một, như thành một nhu cầu hàng ngày của tôi, trong bất cứ lúc nào. Nếu thôi quản lý, thôi lãnh đạo, thôi làm tham mưu, thôi đi họp đi hành, thì tôi ngồi ở bàn tôi đọc. Cứ thế là đọc. Và đến bây giờ gần 80, U80, thì tôi vẫn một ngày ít ra là đọc 2-3 cuốn sách. Thích học toán, nhưng giải thưởng học sinh giỏi văn quốc gia là bước ngoặt đưa chàng thanh niên Đinh Xuân Dũng trở thành sinh viên khoa văn trường Đại học Tổng hợp. Tốt nghiệp và giảng dạy 9 năm dưới mái trường này là quãng thời gian tích lũy tri thức, bồi đắp ngòi bút, hình thành những hướng đi riêng của nhà nghiên cứu khoa học Đinh Xuân Dũng sau này. Cái sự phát triển của văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam và của thế giới, nó luôn luôn vận động hết sức phong phú, phức tạp và không bao giờ dừng lại. Nhưng mà trong cái sự vận động đó ấy, thì nó có những quy luật đặc thù, nó chi phối sự vận động, sự phát triển. Cho nên nếu như nhìn về toàn bộ nền văn hóa Việt Nam nói chung và văn học nghệ thuật Việt Nam nói riêng thì nó cực kỳ phong phú và sản phẩm đó là liên tục xuất hiện. Thì tôi quan tâm đến tính quy luật đặc thù của sự phát triển. Có thể gọi giáo sư Đinh Xuân Dũng là người miệt mài đi tìm những quy luật đặc thù của sự phát triển cũng không sai.
và ông say mê với những quy luật đó, miệt mài với những quy luật đó. Là một người mà có cái trí tuệ rất là sắc bén, và đặc biệt là ông có cái khả năng nắm rất chắc cái hệ thống lý thuyết mà cái vấn đề ông quan tâm. Cùng với đó thì giáo sư Đinh Xuân Dũng cũng là người mà ông có cái vốn thực tế ở cơ sở rất là mạnh. Kết hợp hai cái yếu tố ấy lại thì đọc những cái tác phẩm nghiên cứu của giáo sư Đinh Xuân Dũng mới thấy được nó có sức thuyết phục rất là lớn đối với bạn đọc. Năm 1975, sau gần 9 năm dạy đại học, thầy giáo Đinh Xuân Dũng được gọi nhập ngũ và trở thành lính binh nhì. Bước ngoặt ấy đã mở đầu cho sự gắn bó của ông với quân đội, với người lính suốt 25 năm. Tôi sống với quân đội, sống với người lính 25 năm và đi khắp các chiến trường, đi khắp các đơn vị trong toàn quân này, từ Bắc đến Nam, và gặp cả các vị tướng, đồng thời cũng ăn ở sống với những người chiến sĩ ở những cái điểm chốt quan trọng nhất mà hiểm nghèo nhất. Và cái đó tạo cho tôi một cái hiểu biết sâu hơn về đời sống và một cái quyết tâm là phải bằng khoa học phát hiện cho được những vấn đề của đời sống quân đội. Thực tế chiến trường, đời sống bộ đội đã trở thành một chất xúc tác tuyệt vời để làm thăng hoa những tri thức lý luận mà ông tích lũy trong suốt quãng thời gian học tập, nghiên cứu và giảng dạy trước đó. Quân đội bằng tất cả sự rèn luyện và thử thách đó đã biến tôi trở thành không chỉ là một người làm tác lý luận chung chung có chất sách vở, mà là người gắn liền với thực tiễn. Thì đấy là một điều cực kỳ quan trọng. Và chính cái thực tiễn quân đội đó đã làm cho tôi giàu có thêm về không chỉ về tri thức mà về vốn sống, về sự trải nghiệm, về sự trưởng thành thực sự và trở thành người lính thực sự. Nhưng mà điều thú vị hơn mà đối với tôi cực kỳ quan trọng, không chỉ trở thành người lính thực sự mà chính quân đội là rèn tôi trở thành một nhà khoa học. 25 năm gắn bó với quân đội là quãng thời gian đẹp của Đại tá Đinh Xuân Dũng. Từng là phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4, rồi tiếp tục là phó cục trưởng cục tuyên huấn của Tổng cục Chính trị. Ông say sưa với vấn đề nghiên cứu văn hóa trong quân đội. Những công trình nghiên cứu của ông ở giai đoạn này cho thấy rõ quan điểm thống nhất của ông khi coi văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc, cũng như phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là nét độc đáo của văn hóa quân sự Việt Nam. Đi qua các cuộc chiến tranh, chứng kiến những sự hy sinh, chiến đấu cũng như là sự mất mát, đau thương và thực tế của cuộc sống, của cuộc sống huấn luyện, rồi cuộc sống chiến đấu ở trong những cái nơi gian khổ ác liệt nhất, thì chú cho ra đời những cái cuốn sách. Những cuốn sách của chú là những cái cuốn sách nó mang tính khoa học của thực tiễn, của lý luận, nó đan xen, nó rất là đầy đủ. Và tôi nghĩ là chúng ta nên có những cuốn sách đấy để đọc. Văn nghệ với người lính và thời cuộc. Công trình nghiên cứu đạt giải A của Bộ Quốc phòng của giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng là một cuốn sách quan trọng, đặt ra và giải quyết nhiều vấn đề thuộc về lý luận và thực tiễn của văn hóa văn nghệ Việt Nam. Bằng lối văn giản dị, không khoa trương lý thuyết hay trích dẫn kinh điển Đông Tây, giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng gợi lên những vấn đề căn cốt nhất, đồng thời bày tỏ lòng tự hào và niềm tin tưởng sắt son vào tiền đồ dân tộc,
bằng những suy tư trước truyền thống biết ơn tổ tiên nguồn cội. Nhà nghiên cứu của chúng ta cũng khẳng định hai cặp giá trị văn hóa cần cho hôm nay. Đó là những thế mạnh đáng tự hào, đồng thời là ý thức được những điểm còn yếu, còn cần phải nỗ lực hơn để vươn lên trong tiến trình hội nhập của đất nước. Dù với vấn đề nào, lý luận hay thực tiễn, tác giả cũng luôn soi chiếu bằng cái nhìn nhiệt huyết, xây dựng, trăn trở khôn nguôi. Bởi thế, dù là khái quát lý luận từ thực tiễn, nhưng người đọc không có cảm giác khô khan, giáo điều. Tôi nghĩ rằng là đây là một người mà cũng mang đến cho cái người đối thoại với mình cái cảm hứng. Mà tôi nghĩ rằng cảm hứng trong cái hoạt động văn nghệ, văn hóa văn nghệ thì nó rất là quan trọng. Truyền cho người ta cảm hứng hoặc là giữ cho người ta, thổi cho họ cái khát khao sáng tạo. Thì tôi nghĩ rằng anh Dũng là một trong những người như vậy. Hôm nay, những người đồng chí anh em có một thời gắn bó với nhau trong quân ngũ đã có một buổi ôn cố tri tân trong không khí đầm ấm, vui vẻ. Vẫn có hai vẫn giữ. Thế là năm bao nhiêu nhỉ? Năm 9. Thế nên thế này lúc đó anh thời Bắc Sơn nhỉ? Là ông Hùng. Lê Xuân Sơn, à Bắc Sơn. Ông Sơn, ông Sơn. Tôi đến Bắc Sơn. Ông Sơn, Sơn xong đến Hùng. Hùng đúng rồi. Hùng thì mới đến anh Phạm Hoa này. Một thời gắn bó với nhau trong màu xanh áo lính đã cho họ nhiều hơn những kỷ niệm. Đấy là thứ tình cảm không thể nói hết được bằng lời. Tình cảm như những người anh ruột ấy. Thế là coi như là những lúc khó khăn, những lúc mà gặp những trắc trở trong cuộc đời cũng vậy, anh lại vỗ về rồi lại động viên. Bản thân mình có được ngày hôm nay ấy, việc đi học hành là anh cũng là người đề xuất, anh người đề nghị Cường đi học đi. Lúc đó mình có biết mình là ai đâu, mình chỉ biết mình là diễn viên của đoàn kịch nói quốc đội thôi, và không đi học cậu có tố chất cậu phải đi học. Đến khi về phòng văn nghệ thế, và cậu ở phòng văn nghệ đừng đi đâu cả, lúc cái đó là đúng là người thầy người ta mới nói được. Sau khi rời quân đội, giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng tiếp tục ở những vị trí công việc khác nhau, là vụ trưởng vụ văn hóa của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, vụ trưởng vụ xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, phó chủ tịch thường trực của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Bộ Chính trị. Dù ở vai trò vị trí công việc nào, ông cũng luôn làm tròn vai trò trách nhiệm của một nhà nghiên cứu. Ông đã cùng với tập thể thường trực hội đồng đánh thức dậy những cái khả năng sáng tạo, khơi dậy như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn của văn nghệ sĩ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào một cái ngày mai nó sẽ tươi sáng hơn. Điều đó nó giúp cho văn nghệ sĩ là thêm tin yêu vào Đảng và tiếp tục cống hiến. Với công tác xuất bản, giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng cũng là một vụ trưởng để lại nhiều dấu ấn. Bởi làm việc gì, ông cũng với tâm thế nhiệt huyết, xây dựng trăn trở khôn nguôi. Hiện nay là một trong những vụ trưởng xuất bản mà để lại dấu ấn và để lại đóng góp cho ngành xuất bản, cho cái công tác xuất bản. Mà đặc biệt là một trong những cái người mà đã có vai trò chính trong việc tạo điều kiện chuẩn bị để cho Ban Bí thư ban hành cái chỉ thị 42 về nâng cao toàn diện chất lượng công tác xuất bản của Đảng. Trong căn phòng nhỏ này, thứ nhiều nhất là sách. Dường như giữa sách, ông trở nên thật sinh động.
Mỗi khi được làm việc, ông nhanh nhẹn, tinh anh và mẫn tuệ. Đọc và viết, ấy là những khi ông tập trung nhất, say sưa nhất. Như thể quên hết mọi điều xung quanh. Một đời nghiên cứu với hơn 30 đầu sách, tập trung vào các vấn đề hiện thực chiến tranh và sáng tạo văn học, phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, văn nghệ. Văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại. Định hướng nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam. Có thể thấy, tác giả đã dành trọn đời mình cho những vấn đề cốt yếu nhất, căn bản nhất, cần thiết nhất đối với đời sống văn hóa, văn nghệ Việt Nam. Nhiều công trình nghiên cứu của ông đã giành được giải thưởng quan trọng của Bộ Quốc phòng, của Quốc hội, của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Vừa là một người chiến sĩ với một cái tinh thần kỷ luật thép, rất bản lĩnh trong chính trị, trong việc bảo vệ cái đường lối tư tưởng văn hóa văn học nghệ thuật của Đảng, của nhà nước, nhưng cũng không khoan nhượng đối với cái hiện tượng xấu độc có những cái tác hại đối với sự nghiệp văn học nghệ thuật. Năm 2016, ông xuất bản chùm 5 tác phẩm nghiên cứu do ông vừa là chủ biên vừa là tác giả. Đấy là một năm thật đặc biệt, đánh dấu 50 năm gắn bó với công tác văn hóa, văn học nghệ thuật của một người dành trọn cuộc đời mình cho nghiên cứu. Càng trân trọng hơn khi ông hoàn thành 5 cuốn sách ấy giữa những tháng ngày bạo bệnh. Kể cả những các cái lúc mà bị bạo bệnh ở trên giường bệnh, giáo sư vẫn tiếp tục làm việc, vẫn suy ngẫm, vẫn viết và vẫn đọc những các trang bản thảo cho mọi người ghi chép lại. Tôi thấy rằng cái sức làm việc của giáo sư rất là lớn và cái cường độ làm việc của giáo sư rất là cao. 5 cuốn sách, 5 công trình nghiên cứu là những sản phẩm khoa học đúc kết qua cả chặng đường 50 năm gắn bó với công tác văn hóa, văn học nghệ thuật của giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng. Những công trình tâm huyết ấy thực sự là một tài liệu có giá trị về lý luận, thiết thực trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại. Về những cái kết quả đóng góp nó được thông qua những bài báo, thông qua những cái cuốn sách, nhưng mà quan trọng hơn tất cả đấy là những cái tư tưởng đóng góp của giáo sư đối với công tác văn hóa và văn nghệ của Đảng. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng đã 4 lần được mời tham gia vào tổ biên tập hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng, tập trung vào phần văn hóa và con người, lắng nghe tiếp thu ý kiến của quần chúng, của đảng viên, chắt lọc những gì tinh túy nhất đại diện cho nguyện vọng ý chí của dân tộc và dự thảo văn kiện là công việc cần mẫn. Và 4 lần như vậy thì tôi đều cảm thấy thực sự bổ ích và có một niềm vui lớn là mình có một phần rất nhỏ bé vào trong những định hướng cho sự phát triển. Và mỗi lần mà đặt bút để viết những cái dòng dự thảo đó, tôi thường nghĩ 2 cái. Một, tức là tôi muốn neo mình vào cuộc đời, lắng nghe tiếng nói cuộc đời và truyền những khát vọng cuộc đời vào trong những cái dự thảo đó. Và thứ hai nữa, làm cho mình trong sạch hơn. Mình sạch hơn thì mới viết được những cái dòng chữ như vậy. Tôi muốn trả lại, muốn trao lại những cái đời cho tôi đến nhiều người khác. Đấy là tâm niệm của giáo sư Đinh Xuân Dũng khi lên lớp, giảng dạy hay trong các buổi nói chuyện với các đơn vị. Ông vẫn tự ví mình như con tằm rút hết tơ lòng, dâng tặng cuộc sống. Thực
tôi đều truyền đạt hết lòng mình những cái suy nghĩ, những cái tri thức, những sự trải nghiệm và những phát hiện của mình về những vấn đề mà họ yêu cầu. Nó như là một nhu cầu, không phải để thể hiện mình mà để thực hiện một cái ý nguyện, một cái mong ước, một cái nhu cầu rằng truyền tải lại cái gì mình có cho người nghe mình. Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hôm nay có cuộc gặp gỡ và tiếp nhận nhiều tài liệu có giá trị từ giáo sư Đinh Xuân Dũng. Là không phải là nơi triển lãm những công trình của nhà khoa học, mà nơi là chỉ ra những con đường để dẫn tới những thành tựu của khoa học, giống như là chỉ ra cái dòng điện để dẫn tới ánh sáng này. Cho đến nay, hơn 2.000 đầu tài liệu gồm những bản thảo viết tay, những cuốn sổ ghi chép, những công trình nghiên cứu của giáo sư Đinh Xuân Dũng đang được bảo quản chăm chút và cẩn thận tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, nơi lưu giữ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu khắp cả nước. Từng kỷ vật, kỷ niệm của một đời nghiên cứu được lưu giữ và trưng bày trang trọng, xứng đáng với một người hoạt động trí lực không biết mệt mỏi. Một tinh thần tất cả vì đất nước, thời cuộc, khoa học, văn chương và người lính. Và những cái đầu tài liệu này có thể nói là nó góp phần rất là quan trọng trong vấn đề nghiên cứu, không phải chỉ cuộc đời của giáo sư Đinh Xuân Dũng mà nó nghiên cứu cả cái sự phát triển, lịch sử phát triển về mặt tư tưởng, về mặt nhận thức, về văn hóa, về nghệ thuật và về văn học Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng không chỉ sắc bén với những công trình nghiên cứu, ông còn là người giàu năng lượng trong các hoạt động thiện nguyện. Là trưởng ban liên lạc dòng họ Đinh Việt Nam, ông đã kết nối nhiều chuyến khám bệnh từ thiện đến các vùng quê của nhiều tỉnh thành. Tham gia các chuyến đi ủng hộ đồng bào lũ lụt cũng như giúp đỡ nhiều gia đình nghèo khó. Người đàn ông nhỏ nhắn nhưng có sức làm việc phi thường ấy đã truyền một năng lượng tích cực đến cộng đồng họ Đinh Việt Nam. Và dù sinh sống và làm việc tại Hà Nội thì ông luôn tâm niệm rằng gốc rễ của mình là ở vùng đất cách mạng kiên cường ở Thanh Chương, Nghệ An. Các cái hoạt động của Đinh thì chủ yếu là hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ và làm các cái hoạt động tư thiện, thiện nguyện giúp đỡ bà con. Những cái hoạt động đó là có công đóng góp rất lớn của giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, trưởng ban liên lạc của Đinh Việt Nam. Và như nhà văn Bình Phương đã chia sẻ, mọi người đọc tác phẩm của giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng sẽ nhặt được nhiều lấp lánh. Bởi những tác phẩm ấy được viết bằng trải nghiệm thực tế, bằng tình cảm gắn bó mật thiết và sự suy tư cặn kẽ. Nhà khoa học ấy đã dành cả một đời nghiên cứu những quy luật văn học, văn hóa, nghệ thuật ấy. Năm nay đã gần 80, vẫn miệt mài cống hiến như con tằm nhà tơ.